Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Live Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Tốt, bạn này đi. Ui dồi, bảo hiểm mấy năm nhỉ. Lần này không ra thì cũng ra. À, ok. Ồ, 15 nháy, thật sự luôn. Mình chưa bao giờ gọi là chưa bao giờ xuống đến cái tầm 15 nháy luôn đó mọi người. Sao vậy? Cái gì? Mùa nào? Mùa nào cũng nói lên chùa mà vẫn nhiều chấn. Ừ ha. Ừ ha, tính ra một đống chấn luôn đấy. Mấy ông đầu thì không thấy chấn đâu. Tôi sẽ ở đây trùng chủ ông lệch xác không còn tư ghi. Mơ đi bạn. Các bạn biết gì không? Mình sẽ tiết lộ cho các bạn một điều. Đó chính là ngày sinh của mình. Ui ôi, mềm của 12. Năm 2023 là năm cái ngày sinh của mình ấy, tức là mình là... Bộ tay. Từ từ kể một câu chuyện đó. Là cái ngày sinh của mình, tức là ngày 23 tháng 4, là nó đứng top 1 ngày sinh may mắn nhất luôn. Tức là kiểu một năm 365 ngày thì chúng ta có tỷ lệ là 1/365. Đấy, đấy mọi người thấy không? Tỷ lệ của nó là 1/365, xác suất của nó cực kỳ là thấp luôn. Mà ngày sinh của mình đứng top 1 luôn, để chứng tỏ là năm 2023 của mình cực kỳ là hên. Còn mình gọn hộ người khác thì mình không dám trách là hên. Ok. Biên ca cái gì? Cọc nha, cứ để biên ca nữa là cọc nha. 1, 2 nháy nữa là ra tín. Cọc nha. Ra biết thánh cũng được nhưng đừng biên ca biên ca. Không, nick mình. Nếu như nick mình gì đó mà ron mà ra. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Chấn của Aponia. Rồi bạn này có Aponia chưa mà mày ra chấn. Không, tí nữa nick của mình mà ron được ra lệch ra biên ca thì được. Bởi vì nick mình chưa có biên ca. Cứu tội. Đau tim. Có khi nào nick này không phần tư thật không? Ông nào, thật sự ông nào vừa donate, ông nào vừa donate, ông ấy trù không phần tư xong. Wow. Tôi ghim nha. Ông tên gì nhỉ? Đâu rồi? Kito Aero Game. Thật sự luôn. Thằng này có đánh răng không vậy? Đấy, bạn có đánh răng không? Nghe thật sự nick này mà không phần tư là đúng kiểu vũ hồn cái còn nguyên đấy. Really? Wow. Không phần tư thật này. Không phần tư thật luôn mọi người. Ê nha, tí nữa đến nick của Ren Honkai mà ông comment vớ bảo là tôi block đấy. 2000 years later. Nhà mình là Ron Hunter ở Origin trước. Sau đó thì full gear rồi chúng ta mới quay trở lại Ron Hunter ở Finality. Ok, let's go. Tịnh tâm. Hôm nay là phải thật sự tịnh tâm. Paganini thôi cũng được. Paganini thì không được lắm nha. Paganini cũng kiểu support nó cũng hơi đồ ấy. Bạn này có 40 mấy pha lê vậy là cũng có chơi được. Sao mạng nó cứ xoay tròn vo này.
Không, mọi người từ từ nhé. À không. Cái gì? Rồi này. Donate 2 quả 20k xong xỉu tạm thời rồi. Sao vậy? Chấn đi. Hender. Nick này cũng chưa có Hender luôn. Không sao, nói chung là lệch vết nhưng mà nó có chữ new là cũng được rồi. Là may ra là nó còn không có trùng. Như là nhảy thứ 30. Bình thường thì vừa đấy thì chúng ta sâu rồi đấy. Là cũng khoảng tầm độ 6 trùng nháy thì chúng ta sẽ full gear. Nick này nếu mà khoảng tầm độ 6 trùng nháy full cũng được. Ui ôi. Trời. Rồi thời tới. Lắc về. Về đây bên nhau. Lắc về mọi người. Wow. Đây là nhảy thứ 40. Paganini. Top bot. Ủa? Ôi là trời. Nhảy 50 rồi nè. I can do it. You can do it. Oh. Quang. Ủa? Cái quần đùi gì vậy? Mít quang dân gì à? Ơ là trời. Đấy, dương dương nó cũng phải tầm ẩn 60 nháy nó mới cho full. Ôi dồi ôi. Ô, bạn này cũng chưa có cả tụ trên bân nữa. Bạn này level bao nhiêu vậy? Bạn này level 80. À, bạn này newbie mọi người ạ. Ô, không sao. Newbie thì cái quần què thì nó cũng là đồ mới hết mọi người ạ, yên tâm. Không sao. Ơ, ủa, mình chưa được một cái đồ gì luôn mọi người ạ. Mình chưa lệch được một cái vết thánh. Ok. Biết rồi. Ồ, bây giờ nó mới có đấy. U là trời. Không sao. Tại sao lại để cái con này ở đây? Phải để hơi chơi chứ. Ơ, mà này chưa chạy cốt truyện nên là chưa có. À đây 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 đây. Này. Một phát ra trần luôn mấy ông tin không? Nhìn này, tôi chỉ làm một lần thôi. Một nhảy duy nhất. What? Quái gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Top hoặc bot. Đâu cũng được. C. Top. Yes, full gear. Full gear với 70 nhảy. 70 nhảy hoàn trả 45 nhảy. Đấy, tính ra là cũng chỉ tốn có 45 nhảy thôi. 45 nhảy thôi. Còn 31.000 pha lê này. Chúng ta sẽ tiếp tế mở rộng. Ok. Bảo hiểm còn 83. Ô là trời, mình cứ tưởng là hơi trời luôn. Hơi. Đấy. Rất là lươn lẹo. Super Mario. Nó cứ bị hai cái má này là ám ngoài luôn á. Nãy giờ rồi hết rồi, kiểu hết Sacrifier xong mà lại đến Kalen, vui quá ha.
thể là chúng ta nên x1. Có khi là x1 thì nó còn ra, và cứ x10 nó còn không ra ấy. Tầm này nháy thứ 40 sẽ ra nhé Ren. Mình cũng mong là như thế. Hôm sau chúng ta vẫn bảo toàn được tới tận 28.000 pha lê lận. Rất nhiều pha lê luôn. Ok. Lần này mà ra thì sẽ là Yamete kudasai. Ano. Oh no. Không sao. Nếu như lần này ra thì vẫn có thể gọi là hên. Ơ chết, mình đổi tên trong này chưa? U là trời. Harimulos, đúng rồi. Em ơi, Ron 3 lần rồi đấy, chưa một lần nào kiểu ra sớm luôn ấy. Em banner này nó bị nguyền rủa rồi mọi người. Để cho nó lắc lắc ấy. Banner này nó bị nguyền rủa rồi. Thứ nhất là mọi người đừng lên Ron này nha. Ơ là trời. Yes. Yes. Thật sự là phải được đi. Ngoài vẫn còn 22.000 pha lê này. Giờ mà phun kia đúng kiểu. Ít ra cũng được một ông gọi là bảo hiểm trên 50. Ông Tâm cần chờ nhé, người ta cần rất thánh. Đừng có lệch Muraka Yumiko nữa, phim đấy. Quá vô tổ. New. Thôi. Thôi thì A nổi. Nó lệch được ra đồ new là tốt rồi. Full gear luôn. Yes. Chấn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Ren đây. Ơ là trời. Nó lệch ra rất nhiều quá trừng phạt nha. Nó lệch ra rất là nhiều luôn. Chết rồi. Đây là nháy thứ 40 rồi sao. 40 nháy rồi. Ơ là trời. What the hell? What the hell? Don't add quantum. You don't wanna know. Wow, mọi người nhìn thấy chưa? Chưa lệch được ta một cái vết thái nào luôn. Nó toàn ra cái gì không ý. Banner lừa đảo. Banner lừa tình. U là trời. Bắt đầu thì có gì đó không ổn rồi. Rất nhiều trấn. Sao trấn ở khắp mọi nơi vậy? Nghĩ vậy nói ít thôi nào. Yếp. Bà múa kiếm ghê thật. Tồn ác quá chung. You don't wanna know. Ôi còn có 8.000 pha lê thôi. Mà chưa ra một cái gì luôn. Chưa ra một cái vết thánh nào luôn ấy. Thế rồi mình thấy lo cho cái nick của mình ấy mọi người. Em ơi tí nữa nick của mình mà thành rớt là mình thấy mẹ luôn ấy. Ồ đừng gặp quá trừng phạt nữa. Đừng gặp quá trừng phạt nữa. Tôi xin rồi đấy. Cái lòng thương người nó ở đâu. Ôi là trời. Ôi trời ơi. Từ nãy giờ chứ. Ôi là trời. Nhìn này 1, 2. 2 cây quả trừng phạt, 2 cây chấn. Ôi là trời. Còn có 5.000 năm thôi.
mà chưa mà không ra nổi một cái vết thánh nào luôn đấy. Trời, thở oxy, ship cho mình một cái bình oxy đến đây nhé. Yeah, kia nè. Ui dồi ôi. Có cần như vậy không? Chỉ cho tao cái này được rồi, tao không cần cái này đâu. Thật sự ấy. Thôi một mình mà chơi hẳn 3 cây. Đã chết rồi, hết rồi. 2 cây là đoạn, là 1 cây. 1 cây là quá đủ xài rồi đây nó. Nó thồn cho 2 cây, 3 cây. Mà nó cũng có thể là lệch được cái khác mà. Nó có thể lệch ra Vodafinico. Nó có thể lệch ra bất kỳ một cái cây chắn nào đấy. Nhưng mà tại sao cứ phải là cái cây phá trừng phạt? Tại sao lại cứ phải là cái cây đấy? Không biết cái set Yena này là dùng kiểu của cái nào là biết thánh quan trọng nhất, là mình cũng chưa có đọc, cho nên là cũng không biết là cái nào thì nên đi. Kiếm 3 kim cương đi rồi tay quay x10. Ha. Ok mọi người. Đúng rồi ha. Mình chỉ cần kiếm 3 kim cương nữa thôi là mình quay x10 rồi mà nhỉ. Tại sao chúng ta lại đâu xem nào. Ôi nhưng mà 1, 2, 3 nháy nữa là xong rồi. À, có x10 nốt đi. Chứ tụi mình thấy lo cho nick của mình quá các bạn ơi. Hôm nay nhiều người tạch cực kỳ này luôn đấy. Ê, đến bây giờ lại đông người xem này. Bây giờ lại được 417 người đang xem. Xin chào mọi người, xin chào 417 cặp mắt đang nhìn vào cái màn hình. Đó. Oh yes. 3/4 rồi. Kiểu mít thôi. Kẻ mít nó búp cái gì ấy. À, Soki Kitty. Cái gì ấy, giải vậy. Ok, nói chung là bạn này 3/4 rồi.